là gì, mình cứ vòng 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 đi lại đi tới lui là gì, nó cũng những cái triệu chứng đó thôi các bạn, được không ha? Thì chúng ta thấy đây gì, đây ví dụ như trên hình ảnh của các bạn đây là một cái chung quy là gì, các bạn hoang tưởng là gì, tức là người bệnh họ có những cái ý nghĩ, những cái hành động mà nó khác thường so với lại những cái gì mà hiện tại của khách quan mình đang nhận định được. Ví dụ trên hình ảnh của tụi em thấy à, đúng không, mình chắc chắn đĩa bay của người ngoại hành tinh sẽ xuất hiện. À, hiện tại bây giờ chúng ta thấy, hiện tại bây giờ trước mắt bây giờ chúng ta thấy là gì, vẫn chưa có ai chứng minh được chính xác rằng là có người ngoài hành tinh hay không, được không ha, và cũng chưa ai thấy cả. Mà trong khi đó là gì, à, một người là gì, một người có tin tưởng rằng là trên đời là có người ngoài hành tinh, và tôi tin rằng là sẽ có và tôi nhìn thấy, được chưa các bạn ha? Thì hiển nhiên lúc đầu, giai đoạn đầu sẽ không ai nói rằng là người này bị tâm thần đâu các bạn, tại vì thực tế thì giống như cô nói, cái điều này là cái điều mà chưa nghiên cứu, mà nghiên cứu được cũng giống như là có người nói rằng là tôi thấy ma rồi, có người nói là gì, ma làm gì có trên đời, nhưng mà khoa học đâu có nói là không có ma đâu em, được mà. Nhưng ngày cái này gì các bạn, cứ thường xuyên xảy ra, được không à, cứ thường xuyên xảy ra, rồi người này cứ ảo tưởng liên tục, được chưa các bạn ha, hoang tưởng liên tục, thì lúc đó là gì, chúng ta sẽ nghi ngờ họ bị tâm thần, tại vì họ không chứng minh được cái điều là họ nói là đúng. Ví dụ như họ có nói là gì, à, ở trong nhà của tôi nó có những cái điều kỳ bí, tôi thấy là có ma có này nọ, bao nhiêu người nói chuyện này nọ với nhau, được không à, mà trong khi đó là họ không chứng minh được rằng là cái điều họ nói là đúng, đúng không à? Mà cộng thêm là gì các bạn, đó là những cái hoang tưởng là nó ảnh hưởng tới cuộc sống của họ, ảnh hưởng tới công việc làm của họ, chưa kể là gì ảnh hưởng tới bằng tinh thần của họ, thì lúc đó chúng ta sẽ xếp vô là tâm thần, đúng không à? Còn ví dụ như họ nói ừ bây giờ tôi vô cái nhà tôi thích ma, đúng không à? À, nhưng mà họ không chứng minh được, họ không chứng minh được, nhưng mà cái việc mà họ nhìn thấy ma nó không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của họ cả. Rồi ví dụ như họ qua nhà khác họ ở, họ nói ừ tôi thấy bình thường không có gì cả, thì cái đó mình không gọi là một tâm thần. Rồi các loại hoang tưởng, thứ nhất là gì, đó là hoang tưởng tiên phát. Hoang tưởng tiên phát đây là gì các bạn, đó là nó không liên quan tới rối loạn tri giác. Ví dụ như là gì các bạn, hoang tưởng phát minh, cải cách, ghen tuông, kiện cáo, bị theo dõi hoặc là nghi bệnh, cái này hôm trước mình học rồi đúng không. Ví dụ như là hoang tưởng ghen tuông, các bạn còn nhớ cái hình của đưa cho các bạn không, đó là gì ạ, à, đó là bệnh nhân, à, xin lỗi các bạn, đó là một người phụ nữ, họ nhìn thấy cái tương ớt trên áo của người chồng, nhưng họ lại nghĩ gì các bạn, họ lại nghĩ rằng là đó là vết son môi của một người phụ nữ nào đó khi chồng mình đi ra ngoài làm. Thì như cô nói các bạn là gì, đôi khi mình cũng sẽ có những nghi ngờ đó, được không à, cái dạng hoang tưởng nhân tuông này, nhưng mà là gì các bạn, không xảy ra hàng ngày, được không à, hiển nhiên ai chả ghen các bạn, được không à, ai chả ghen, nhưng mà nó không có xảy ra liên tục, và nó gọi là không gọi là không thái quá các bạn. Còn tới một ngày đẹp trời là gì, cái mình nhìn ở đâu mình cũng thấy cái sự ghen tuông ở đây cả, và cái sự ghen tuông nó ảnh hưởng tới cuộc sống, nó làm cho các bạn mất ngủ các bạn, nó làm cho các bạn giảm sút đi cái tinh thần làm việc, đúng không ạ? Và nhiều khi là gì, làm từ cái hoang tưởng ghen tuông này nó xuất hiện ra những cái hoang tưởng tiếp theo nữa, và có khả năng là gây hại cho người chồng hoặc gây hại cho những người xung quanh đó, thì lúc đó họ lại xếp vô là gì, bệnh tâm thần, hoặc là hoang tưởng bị theo dõi, hoặc là hoang tưởng nghi bệnh. Lời hoang tưởng bị theo dõi các bạn gì, đó là những người họ có tưởng tượng là gì, có ai đó đang theo dõi mình đằng sau, được không ạ à? Hoặc là hoang tưởng mình bị bệnh này bệnh bệnh kia, mà trong khi đó là gì, khám về mặt lâm sàng hoàn toàn không bị gì cả, được không ạ à? Bác sĩ khám bệnh dựa trên thăm khám này, rồi dựa trên tất cả xét nghiệm cận lâm sàng thấy hoàn toàn bình thường, mà người này họ cái thang là họ bị bệnh, họ đau cái này, họ đau chỗ kia, thì các bạn ha. À, nhưng mà nói vậy thôi các bạn, thực tế có nhiều trường hợp có nghĩa là nhiều trường hợp, ví dụ như là các bạn đi lâm sàng các bạn có thấy, đặc biệt ví dụ đánh giá đau đi, đánh giá đau đúng không, à, mình cũng không thể nào là mình vi phạm cái quyền đau của bệnh nhân được, đúng không à? Có nhiều trường hợp mình thấy là ủa cái bệnh này tôi thấy cả trên ngàn bệnh nhân không có ai đau hết, tại sao tới lượt cô lại đau, hay là cô đang nhõng nhẽo vậy, được không à? Nhưng mà ai biết được các bạn, tại vì triệu chứng lâm sàng chúng ta thấy là gì, đâu phải cứ 100% giống giống nhau hết tất cả mọi người. Ví dụ như bây giờ tôi nói một bệnh đơn giản các bạn đi, bệnh viêm ruột thừa đi, được không ạ? Viêm ruột thừa, chúng ta học viêm ruột thừa rồi chúng ta thấy triệu chứng học rồi, nên là chúng ta thấy không ạ, đâu phải ai viêm ruột thừa người ta cũng đau ở hố chỗ phải các bạn, đặc biệt là ở giai đoạn khởi phát, được không ạ? Có người là gì đau ở vùng hạ vị, có người là gì đau lan dần lên, rồi có người còn đau ở thượng vị nữa các bạn, rồi sau cùng nó mới khu trú ở hố chỗ phải. Mỗi người có một cái triệu chứng lâm sàng riêng, chính vì vậy nên là chúng ta cái những cái dạng mà người ta gọi là hoang tưởng nghi bệnh này các bạn, được không ạ, thì muốn chẩn đoán được người này là chúng ta phải qua một quá trình theo dõi, được không ạ, và phải qua một quá trình theo dõi, chứ không thể nào chúng ta chẩn đoán một cái người ta bị tâm thần liền, được không ạ?
Rồi những hoang tưởng thứ phát thì sẽ xuất hiện với những cái rối loạn tri giác, rối loạn cảm xúc. Ví dụ như là gì các bạn? Ví dụ như hôm trước chúng ta học rồi đó các bạn. Đó là gì? Họ sẽ bị tăng cảm hoặc là giảm cảm giác đi các bạn. Được không ha? Rồi một số câu hỏi. Lớp mình thấy slide mới lên chưa?